hồn ta vẫn ngây ôi mùa xuân tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định của ban giám khảo. Ba vị giám khảo chúng ta sẽ thống nhất và chọn một thí sinh được đi tiếp và phải chia tay với một thí sinh còn lại. Thật là dễ thương cái ca khúc mà hai bạn cùng hát. Mỗi người một chất giọng, giọng nào tôi cũng mê cả. Một người thì dày, trầm nhưng mà cũng có thể lên những nốt cao. Một người thì lên những cái nốt cao tốt hơn. Nhưng mà cái cảm nhận, cái cảm xúc của hai bạn đó thì cũng không phải là sát lắm đâu. Nó có một cái sự cách biệt đấy. Và cách biệt tại sao? Tôi nhận thấy là ở Daily bạn không có cái sự thoải mái trong cái hát cái loại nhạc này. Tôi thấy là bạn có nỗ lực, bạn có cố gắng đấy. Thế nhưng mà đây là cái thử thách mà chúng ta không dự đoán trước được. Thế thì đó là cũng là một cái kinh nghiệm tốt, một cái bài học hay nhé. Và chúng tôi quyết định là quyết định của ban giám khảo là và Huỳnh Ngọc Hậu là người chúng tôi sẽ chúc mừng. Huỳnh Ngọc Hậu là thí sinh cuối cùng được lựa chọn cùng với 7 thí sinh còn lại. Daily cố gắng bước tiếp nha. Vào vòng trong. Daily, trước khi bạn gửi lời chia tay đến chương trình, Daily có muốn chia sẻ một cái điều gì không nào? Lần đầu tiên đứng tại một cái sân khấu, đây là một cái giây phút quý giá nhất trong cuộc đời của em. Dù em đã dừng lại tại đây, nhưng em cũng vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì được đến đây, được học hỏi, được trau dồi kinh nghiệm. Và lần nữa em xin chúc hết thảy tất cả mọi người ở đây, cũng như tất cả quý vị đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ, dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn những chia sẻ rất xúc động của Daily. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau. Dù ta xa nhau, lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sẽ đi mau để ta luôn nhớ về. Xa lòng chia dâng nỗi thương nhớ năm nào. Gật bước ra đi mới biết em không về, yêu chi để rồi phải xa lạ. Đâu cần em vai hứa em yêu anh, chết sẽ khi không có anh, rồi thất hứa khi không làm đưa. Hãy im lặng em nhé, vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai, kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Vì đã có lần đầu qua anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thật hứa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng em không phải người em tìm kiếm lâu nay, nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm. Sao biết yêu nhau không thành, chia tay lại điều để dây. Nhưng có được đâu, đôi rồi sao câu hứa.
Và đó là Huỳnh Ngọc Hậu. Bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. 1, 2, 3. Tổng số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu là 68 điểm. Hiện tại Huỳnh Ngọc Hậu đang đứng ở vị trí thứ 7. Bây giờ hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Minh Khôi ạ. Hậu ơi, em bị mắc một cái lỗi nặng nhất trong bài này. Em thấy là em bị sai cái bố cục của bài, là không có cái đoạn dạo ở dạo ở giữa đâu. Em phải hát liền một cái điệp khúc liền luôn mà em lại dừng lại, làm cho anh em ban nhạc cũng rất là bối rối khi mà theo em. Cho nên là anh thấy cái lỗi đó là khá nặng, nên anh gửi em điểm 6. Dạ, yeah, đó là chia sẻ của anh Khôi ạ. Thế còn Sinh thì sao ạ? Đã cho à, 9 điểm. Anh thì lại có suy nghĩ khác với anh Khôi. Anh thấy em hát khá là có cảm xúc. Đúng đúng như anh Khôi nói là nó có chật chọ ở cái bố cục và cái phần đầu lúc em vô á. Nó chưa có chuẩn cái cao độ lắm, nó bị chinh phô nhẹ. Nhưng mà theo anh nghĩ là anh rất thích bài của em. Dạ, cảm ơn Trung Sinh ạ. Thế còn anh Nguyễn Hà thì sao? Anh có đồng tình với hai đánh giá vừa rồi không ạ? Theo anh thì vào đến vòng thi này á, thì chúng ta thấy là anh em ban nhạc nói nhiều về cái cảm xúc. Thì Ngọc Hậu là một giọng hát mà khi hát lên á, thì mang lại cho người nghe có nhiều cảm xúc. Đó. Thế thì nếu như mà Khôi mà căn cứ theo những cái gọi là kỹ thuật á, thì có lẽ lúc đó do Ngọc Hậu cảm theo cái bài hát, cảm theo cái lời hát của mình, thả cảm xúc. Cho nên là hôm nay em cũng đã chinh phục được, ví dụ như là anh Sinh, anh cảm nhận được cảm xúc của em. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Bây giờ sẽ đến những chia sẻ của ban giám khảo. Bài này thật ra là anh nhìn cái gương mặt của em có vẻ là cũng có gì lo âu. Vì hát bữa nay không có tốt bằng mấy cái tập trước. Tại vì bình thường là giọng cậu này rất là điềm tĩnh. Bởi vì cái bài này nó toàn là những cái nốt một móc mà nó đi liền á. Nó không có cái chỗ để mà thở. Nhiều quá. Thế thành ra có những cái lúc mà thấy là em lấy hơi nhưng mà không đủ. Không đủ cái hơi cho cái nguyên cái đoạn dài sau. Thành nó bị hụt hơi thì nó cộng thêm những cái lặt vặt nữa. Làm mình mất tập trung. Cảm ơn em rất nhiều. Chị cũng đồng ý với nhạc sĩ Đức Huy. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Một tràng pháo tay lớn nữa dành cho Ngọc Hậu. Lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Ngọc Hậu. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đứng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mấy mưa dầm, mày lại nuôi ngọn đèn trông thế
trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm. Chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, ca khúc Sa Mưa Dông với thí sinh Tuấn Hoàng. Cảm xúc bây giờ cũng đang hơi bị run và căng thẳng một xíu. Chúng ta xem kết quả dành cho mình như thế nào nhé. 1, 2, 3. Không có một dấu chéo nào. Chúng ta hãy lắng nghe những lời chia sẻ của anh Chánh Thảo. Em lại là người Bắc, mà em là hát cái dòng này thì anh cũng gọi là ngạc nhiên là em cũng xử lý được giai điệu của cái miền Nam gần cái khoảng tốt nhất. Đôi khi anh có nghe có những cái chỗ em nhấn nhá nó hơi mạnh. Dĩ nhiên trong lúc mình chơi nhạc thì bao giờ cũng có sơ sót, nên anh không bấm. Cảm ơn anh Chánh Thảo rất nhiều ạ. Ngày hôm nay cố tình cho Tuấn Hoàng cả một phần ba bài hát đầu tiên là phô diễn giọng của mình ra đó, để cho bạn thỏa được cái đam mê với lại nhạc miền Nam. Cố gắng của bạn hôm nay đã được thể hiện rất tốt ngay trên sân khấu. Chúc mừng Tuấn Hoàng. Đó là những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta nghe chia sẻ của ban giám khảo. Tôi thích bạn hát thoải mái hơn một chút xíu nữa. Có mấy chữ bạn nhấn nó hơi bị mạnh. Nhưng mà tôi cũng không ngờ bạn người Bắc mà bạn hát đồng Nam khá là chuẩn. Tôi rất thích cái phong cách hát của em. Và tôi thấy là bây giờ chúng ta cũng nên bớt quan tâm về cái vấn đề mà người ở miền nào hát một cái loại nhạc ở miền khác. Tại vì nếu mà có một cái tâm hồn rất Việt Nam thì chúng ta có thể làm được tất cả những cái gì Việt Nam, đúng không? Và hôm nay em đã làm rất tốt cái điều đó. Anh chỉ biết chúc mừng em thôi chứ không còn gì để nói nha. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Mình được vào vòng trong nên rất vui nhưng mà áp lực cũng rất nhiều. Em xin cảm ơn các anh ban nhạc đã cho em một bài phối rất là hay. Và em cảm ơn ban giám khảo đã có lời ủng hộ cho em. Hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Tuấn Hoàng. Em như con gió thu bay bay đưa anh đi qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đã ngước mơ mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào cho bao tố về làm chiếm bao mơ.
một sự thăng hoa trong âm nhạc. Thưa quý vị, Tuấn Nghĩa. Hay quá. Quá tuyệt vời. Một cái màn kết rất là đẹp. Và Tuấn Nghĩa ơi, bạn có tự tin với phần dự thi vừa rồi không? Mình tự tin với phần trình diễn vừa rồi. Khánh cảm nhận được điều đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả của Tuấn Nghĩa là như thế nào. 1, 2, 3, xoay lại. Còn gì để nói nữa đúng không à? Bây giờ mình hỏi chị Hải Phượng. Hải Phượng rất là cảm thấy rất là vui khi mà bạn đã có mặt trong chương trình này. Cái bài mashup của bạn hôm nay á, thực sự là làm tất cả chúng tôi cảm động. Bạn có một kỹ thuật rất điêu luyện. Và tôi nghĩ rằng là tập 1 đã như thế này thì hy vọng những vòng sau nữa bạn sẽ làm những cái mà để chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Anh Hoàng Bách, anh có chia sẻ gì không ạ? Một giọng hát đẹp cất lên đã đi thẳng vào trái tim anh rồi. Thực sự mà nói là thấy yêu đời, thấy hạnh phúc. Anh bị trượt ngã vào cái giọng hát này. Và đặc biệt đây là hai cái bài của một người anh, một người thần tượng của anh. Em cảm ơn anh, người đã tạo ra hai bài hát tuyệt vời này. Anh Đức Huy. Em cảm ơn anh Hoàng Bách rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Em xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta nghe chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Nghĩa. Phải nói là bạn đã chinh phục được tôi. Bởi vì cái cách bạn phối hợp cả hai bài nó rất là đặc biệt. Tôi thực sự tôi bàng hoàng và tôi cảm thấy quá sung sướng. Cái chất giọng của bạn tuyệt vời quá. Đến nỗi mà Hoàng Bách phải cầm cái kèn mà vừa vỗ tay như thế này là tôi đã thấy là thôi rồi, bạn đã không còn gì để mà tôi phải nói, phải khen được nữa. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Anh biết chắc chắn là anh Đức Huy sẽ thích lắm. Tại vì cái nhạc của anh đó là mình hát mình không có được hát mạnh. Mà em hát cái giọng nhẹ nhàng vậy là anh nhìn cái câu đầu là anh nhìn anh liếc liếc thấy ông là thấy ông gì rồi. À, hôm nay khó lắm. Thôi giờ cái chuyện còn lại để cho anh Đức Huy anh phê bình đi. Anh rất là thích em. Cảm ơn chị Tài. Xin chị Tài ạ. Xin cảm ơn em đã hát hai cái bài này. Tôi có thể cảm nhận được cái năng lượng tích cực của em. Ngay từ lúc mà em hát, tôi biết là ông trời ông cho chúng ta mỗi người một cái món quà tặng đặc biệt. Nhưng mà hình như là ông cho em hơi nhiều cái đúng món vậy, quà đó quá nhiều. Đặc biệt. Vậy đó là rất vâng, nhiều. Vâng. Và cái giọng hát của em nó cái nó cao nhưng mà nó không có phải như là cái cao trào mà bây giờ người ta hay đua theo để hát theo một cái giọng gió, giọng mái không. Em hát như là em đang nói chuyện và tôi cũng mong rằng cái con đường nghệ thuật tương lai của em nó cũng sẽ tốt và đẹp như là cái giọng hát và cái phong cách của em. Dạ, em cảm ơn anh Đức Huy rất nhiều ạ. Và bây giờ, một trọng tài lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa. Chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay. Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc. Sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Bao giờ trong mơ vội vàng
một lần sau cuối em sẽ thôi khóc. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của Phúc Trường, Để Cho Em Khóc. Xin chào em, có ai làm em khóc chưa? Chắc là chưa phải không? Tập nào cũng thấy cười tươi quá trời. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc dành cho Dương Huệ bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3. Và tổng số điểm của Dương Huệ là 69 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Xin mời nhận xét của anh Trung Sinh. Trước tiên thì anh không có cảm thấy được đúng với cái tinh thần của bài hát này. Cái phần thứ hai á, là từ bắt đầu phần A2 á, em có thể là em đang bị tâm lý hay sao á. Cái cột hơi á, của em á, nó bị ảnh hưởng tới cái cao độ. Dạ, cảm ơn Trung Sinh rất nhiều ạ. Thế còn Hoàng Thắng thì sao? Thì phần thi của em á, thứ nhất khi mà em hát những cái đoạn như là một piano thì vấn đề nhịp của em nó không có vững vàng. Rồi cái thứ hai nữa là cái cuối phiêu chi vậy. Cái nào không chắc thì cái đó đừng có làm, phải không? Và lại cái đó nó cũng không có cộng điểm với mình, mà thì nó có thể là vô tình nó sẽ hại mình. Thì cho nên là anh dành điểm 7 cho em. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Chúng tôi muốn nghe chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Ngày hôm nay thì đúng rằng là anh nghĩ rằng là cái khó của em khi mà hát thay đổi cái dòng nhạc, nhưng mà nó lại không có quá khác cái cảm xúc so với lại dòng bolero hay hát. Thì nó cũng có rất nhiều những cái lời lẽ buồn, cho nên đâu đó thì em thả cảm xúc, em trở về với cái thói quen của mình, thì làm cho các anh em nhạc công cảm thấy là nó có gì đó nó lạ, em hát nó không hợp, ví dụ như vậy. Dù sao thì mình dám thử nghiệm, nó vẫn là một cái điều là đáng quý rồi. Và hy vọng rằng là sẽ còn những cơ hội tiếp theo. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà và cảm ơn các thành viên của ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Dương Huệ ơi, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Từ anh thì em thấy em hát, tuy là không phải là dòng nhạc của em, nhưng đối với anh thì em hát nó tương đối nó ổn đó, chứ không có nổi đâu, em yên tâm, anh thích mà nghe. Bây giờ nghe anh Quyên nói gì nè. Thì trước hết là cảm ơn em một cái màn trình diễn có nhiều cảm xúc, có nhiều nức nở, có một vài chỗ nó hơi nhiều. Và cho dù là cái tựa đề bài hát là Để Cho Em Khóc, nhưng mà tôi nghĩ là một người ca sĩ đừng nên để cái tựa đề bài hát nó đánh lừa mình. Hãy để cái việc khóc cho người nghe, bạn đừng đắm mình trong cái đau khổ đó, thì có lẽ là bài hát nó sẽ bay cao hơn. Xin cảm ơn em nhiều. Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Dương Huệ. Và lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Dương Huệ trong phần thi thử thách. Chúc mừng bạn vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Đây là lần đầu tiên mà em hát dòng nhạc này ở trên một sân khấu rất là lớn. Em nghĩ rằng là mình vẫn cần phải cố gắng rất là nhiều. Hy vọng rằng là em sẽ nhận được một điểm 10 từ phía ban giám khảo để cứu vớt cho cái phần điểm của mình. Rồi mình vẫn thế, có sao đâu, khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà xót thương thân còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng trùng. Người thì mộng một trời cao sang, người thì còn trắng áo tay trơn. Nên anh đã biết được ngày nay. Chim quý phải ở lâu xa, anh không trách là em bội bạc
Mà em ơi, anh chỉ trách em, trách em. Sao em không nói thật lòng mình? Sao em gian dối để làm gì? Hãy nhìn một lần sau cuối trên ly bôi. Uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gái nhỏ dọc đường. Cuộc tình nào rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một gái nhỏ. Anh chàng này chắc yêu dữ lắm hay sao mà hát bài này thấy đau khổ quá nè. Bạn có tự tin với phần dự thi vừa rồi của mình không? Dạ, hôm nay thì sức khỏe em không được tốt, cho nên em không tự tin lắm. Bây giờ mình quay trở lại coi kết quả nha. 1, 2, 3, xoay lại. Có một dấu chéo đến từ anh Thanh Thảo. Khánh muốn nghe chia sẻ của anh Thảo ạ. Anh chưa có cảm nhận được cái nhấn nhá, cái tình cảm em đặt vào cái bài này. Với lại em hát nó bị phô. Em sẽ làm lại một lần nữa vào cái vòng xuyên ốp á, để em làm cho tụi anh thấy là em xứng đáng đi tiếp. Dạ, cảm ơn anh Thảo ạ. Có thể là vấn đề về sức khỏe cũng làm hạn chế đi một chút xíu nào đó về cảm xúc ạ. Thế còn anh Chánh Thảo thì sao ạ? Theo anh thì đúng là cái phần mà em hát vô cái câu A2 nó bị chênh cái độ cao nhiều lắm. Anh phải lắng nghe cho thật là kỹ là anh phô hay là em phô. Đôi khi cái đợn nó lên dây so với em mà. Chính vì vậy cho nên là anh không có bấm. Tới chừng một hồi sau em lấy lại được rồi thì anh mới thấy là anh không có phô mà là em phô. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét của ban giám khảo. Có lẽ là do bạn quá run cho nên là bạn đã phô ngay từ những cái câu đầu tiên. Nhưng mà không sao, hy vọng rằng cái ca khúc kế tiếp của bạn đó, bạn sẽ tự tin hơn mà hát cho nó tốt hơn. Đó là chia sẻ của ca sĩ Như Quỳnh ạ. Bây giờ nhạc sĩ Đức Huy sẽ lựa chọn ca khúc nào cho Trương Tiến Thành? Bạn có thể hát bài Dã Từ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng và Văn Vi hay không? Và bây giờ Trương Tiến Thành, chúng ta sẽ lui vào bên trong sân khấu để chuẩn bị cho phần trở lại của mình. Thành sẽ cố gắng thể hiện hết mình cho cái phần thi tiếp theo. Waiting for
Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tina Ngọc Nữ thưa quý vị. 1, 2, 3. Tại sao anh lại che mặt thế à? Khi anh nghe bài hát này anh muốn nó phải thật là relax, phải thật là thăng hoa. Em có một cái giọng rất là smooth. Nhưng có hai điểm không hoàn hảo trong cách trình diễn của em với bài hát này. Đầu tiên là những cái đoạn em hát lên cao á, em chưa chuẩn bị đủ hơi, em bị với lên. Cái thứ hai là không được chắc cái nhịp. Bởi vì cái hát cái kiểu slow rock 68 như thế này nó rất là quan trọng cái nhịp tập thì em hay bị vội. Anh không muốn bấm nhưng anh rất tiếc là anh đã lỡ tay rồi. Dạ. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Thanh Thảo. Khi mà em bước từ ở trong bước ra thì anh nói là cô này là chắc chắn là hát sẽ rất tốt bởi vì quá đẹp. Lý do này chưa thuyết phục nha. Nhưng mà thực sự khi em thể hiện một cái bài của em thì ngoài những cái yếu tố mà anh Hoàng Bách đã nêu ra thì anh chỉ bổ sung một ý thôi, là em hát nó bị chao phô quá, có thể là do em cái tâm lý của em bị rung hay là em hồi hộp. Đây cũng là cái cơ hội để cho em làm lại tốt hơn trong cái phần thi mà trở lại của mình. Cảm ơn chia sẻ của anh Thanh Thảo ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Chí Tài ạ. Thật ra là cũng không có nổi mà chinh dữ vậy đâu nha. Nhưng mà em hát bài này đó thì nó cũng nó hơi mạo hiểm đó. Tại cái bài này cũng khó hát lắm. Mà em xử lý về anh thấy cũng tương đối ổn. Thấy cũng được. Được. Còn ông Thảo là thấy ông sẽ sai rồi đó nha. Bách thì tôi đồng ý tại vì ông hát rồi. Còn ông Thảo là ông kéo không à. Ông khó quá. Quỳnh cũng đồng ý với anh Chí Tài. Ừ. Đương nhiên thì nghe qua cái tựa đề bài hát Perfect thì trong mọi chúng ta ai cũng nghĩ đó là cái sự hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng mà cũng không chịu qua nổi cái sắc đẹp và một cái hình dáng mà tuyệt vời giống như Ngọc Nữ như thế này. Và bây giờ nghệ sĩ Chí Tài sẽ lựa chọn cho Tina một ca khúc thứ hai. Bây giờ anh muốn em hát một cái sáng tác của Phương Kim, Nếu Được Làm Người Tình. Tina sẽ cố gắng để giữ nhịp tốt hơn. Tina bây giờ đi tập vợt cho bài hát đi. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tina Ngọc Nữ thưa quý vị. Tina. Bờ vai ơi, đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi, đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin đâu lo không về qua đây, xin thương yêu dần. Là thời gian của ban giám khảo chúng ta hội ý và đưa ra quyết định. Cuối cùng, thống nhất 1, 2, 3. Cái người mà đưa ra cái quyết định đó không ai khác hơn, đó là ca sĩ Như Quỳnh. Không hề. Không hề. Chết rồi. Cái này là chết rồi. Tại vì rất đơn giản, đây là dòng nhạc tình. Nếu mà Chí Tài thì Đức Huy nói thì nó không có gì đặc biệt. Để cho một người hát nhạc quê hương, nhạc dân ca, người ta quyết định. Và sự quyết định của ban giám khảo là, trước khi nó quyết định mình phải phân tích nghe. Hai giọng ca đều hay như nhau, diễn xuất đều hết, hát rất tình cảm và kỹ thuật. Nhưng có một điểm khác biệt, khác có biệt. Một điểm khác biệt lớn. Và cái điều đó khiến chúng tôi đã suy nghĩ và chúng tôi đã đồng ý là quyết định dựa trên cái yếu tố đó. Và hai người này đó thì họ hơn nhau chỉ có một tí xíu thôi. Và sở dĩ mà cái tí xíu đó nó nghiêng về cái người mà tôi sắp nói thay vì cái người kia đó là bởi vì cái người kia hát hơi mạnh quá. Cái tình cảm nó bị đè xuống, nó không có được thăng hoa, nó không được thoải mái. Và bởi vì lý do đó mà chúng tôi đã chọn cái sự dịu dàng, ngọt ngào, mượt mà của Tuấn Nghĩa. Chúc mừng Tuấn Nghĩa là thí sinh được bước tiếp vào vòng trong. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với thí sinh My Nguyễn tại đây. Và rất là cảm ơn My Nguyễn đã đến với ban nhạc quyền năng. Xin ơi vang lên muôn lời ca
đôi điều nó uốn trên cành lá khi anh chiều buồn tiếng hát cô mừng vương trên sân chiều bao lá qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao tiếng suối bên ngành lá dư âm về đâu nghe vơi bao niềm thương yêu về mình cô liêu bên bát sư dịu chiều giờ. Chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho Kazumi trong tiết mục vừa rồi. Thật lòng thì cô Như Quỳnh mong là Kazumi hát nó bốc lửa hơn một tí nữa. Nó hoang dại hơn một tí xíu nữa mới đúng cái chất của Kazumi. Cho nên là rất tiếc là cô Như Quỳnh dành cho Kazumi số điểm là 9. Tôi thì tôi thấy là hôm nay em hát tốt. Thế nhưng mà em chưa sống trong cái bài hát đó và em chưa có tỏa sáng trong cái bài hát đó. Thiếu cái gọi là nhiệt huyết trong đó. Tôi xin gửi Kazumi lại 9 điểm. Có lẽ là tại vì em chưa quen với lại cái đội hình với các vũ công. Ra mình bước đầu tiên ra là đi vài bước là thấy nó không có tự tin. Rồi sau đó có lẽ vì vậy mà bắt đầu mình hơi lảo đảo tí. Đáng lẽ là anh cho em như vậy, nhưng anh sẽ tặng em thêm 1 điểm. Như vậy thì tổng kết số điểm ở tiết mục này Kazumi đã giành được 27 điểm. Cảm ơn Kazumi rất nhiều. Chúng ta sẽ còn gặp lại Kazumi trên sân khấu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Chánh Tính và mình đến từ Vĩnh Long. Với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, cho nên là mọi người khi mà tiếp xúc với Tính thì khá là bất ngờ về độ lầy lội của mình. Hy vọng anh chị và các bạn sẽ ủng hộ cho Tính cũng như là tất cả các thí sinh của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng nhé. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phải đi, lặp nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ. Chỉ là giấc. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Lê Chánh Tiến thưa quý vị. Lê Chánh Tiến thân mến, những tràng pháo tay của quý vị thể hiện bạn thi rất là tốt, nhưng không biết kết quả như thế nào nha. Bây giờ mình quay trở lại xem. 1, 2, 3, xoay lại. Không có một dấu chéo nào xuất hiện hết.
Bây giờ hãy cùng lắng nghe chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Cái giọng hát này cất lên một cái là Bách thích rồi. Giọng nam cao và những cái giọng trung trầm như này bây giờ càng ngày càng hiếm. Cái tiềm năng của bạn này rất là nhiều, kể cả về cái phong thái sân khấu, về cái cảm bài của bạn ấy tốt. Nhưng vấn đề là bạn ấy đang bị thăng hoa quá mức, cũng nghĩa là hơi mất kiểm soát. Thế nên đoạn cuối nó bị phô một vài chỗ mà cái cảm xúc của mình nó là con dao hai lưỡi. Thì anh nghĩ là em cần trau chuốt nhiều hơn về mặt cao độ, về mặt kiểm soát. Mà có thể là đang ở vòng ngoài nên là Bách vẫn còn đang hơi dễ. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Bây giờ là coi như mình được bước vào vòng 2 rồi đó. Bây giờ mình nhẹ nhàng nè. Mình nghe ban giám khảo nhận xét ha. Em xin mời ca sĩ Như Quỳnh. Tôi cảm thấy là bạn đã nhập vào bài hát và sống vào trong cái ca khúc mà bạn đang hát. Đó là điều mà tôi đang cảm nhận. Tôi đang đợi em cái vòng trong nữa có một cái gì đó mới lạ sẽ chinh phục tôi hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Một tràng pháo tay nữa dành cho Lê Chánh Tín. Là giây phút cuối rồi, đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời. Hãy nói đi anh ngàn lời từ đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Cô níu tay anh mà sao chỉ thấy buồn, cô níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt. Tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau, giờ đành mãi chia ly hai đứa hai phương trời. Để xem một cô gái nồng nàn da diết với tác phẩm của mình số điểm như thế nào. 1, 2, 3 xoay lại. Và tổng số điểm của Bảo Anh Gemini là 68 điểm. Và thứ hạng hiện tại của bạn đang đứng ở vị trí số 3.
Bây giờ Thanh xin được hỏi anh Chánh Thảo. Chào em. Thứ nhất là anh khen em về trang phục với vóc dáng như vậy là đẹp sân khấu. Còn về phần hát á, cái cách xử lý tình cảm của em là đạt. Nhưng mà tới cái phần khi mà feel á, anh chưa thấy đã. Khi mà feel á, thứ nhất bạn phải cảm âm được cái hợp âm đó, và bạn theo cái scale của cái hòa âm đó mà bạn feel thì cái cảm giác nó mới cho ra cái đẳng cấp của cái trình độ người hát. Nhưng cái feel của em đây thì lại chưa có dẫn anh đi theo được. Đó, chỉ tiếc cái phần đó. Cảm ơn anh Chánh Thảo ạ. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Thanh Thảo. Tại sao anh lại cho điểm 7 anh? Cái phần đầu thật sự ra nhìn nhận theo cách của anh là khi cái phần trầm của em thả xuống và những cái chữ cuối chữ đó, anh không nghe em thả ra chữ gì cả. Im hay là tim, anh không nghe rõ chữ đó. Và khi em lên cao là anh nhận định là em bị trao về cái vấn đề cao độ, em không có ổn định. Dạ rồi, Khanh cảm ơn chia sẻ của anh Thanh Thảo ạ. Để bảo anh lắng nghe những chia sẻ của bạn giám khảo. Bảo Anh đã thể hiện cái bài này đúng như là ban nhạc đã nhận xét. Những cái đoạn thấp thì hát nó bị mờ. Nhưng mà tuy nhiên Bảo Anh nhìn trên sân khấu rất là xinh xắn. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Nha. Cô đồng ý với lại anh Thảo là ở những cái nốt cao độ đó con kiểm soát một tí. Tại vì nó không ổn lắm. Nó bị hụt hẫng và nó bị hụt hơi nữa. Và nghe không có rõ. Nha, Bảo Anh nha. Cảm ơn những chia sẻ của các thành viên ban giám khảo rất nhiều. Và Bảo Anh ơi, số điểm này chưa dừng lại ở đó. Chúng ta vẫn còn những số điểm tặng từ ban giám khảo. Và một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Bảo Anh đã hoàn thành phần dự thi của mình. Để xem nha, cái phần trình diễn của bạn có thuyết phục được ban nhạc hay không. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm dành cho Tuấn Nghĩa là 66 điểm. Và vị trí hiện tại của Tuấn Nghĩa là
Bạn đang đứng ở vị trí thứ 5, không sao, số điểm này chưa dừng lại tại đó. Bây giờ Khanh xin hỏi các thành viên ban nhạc nè. Khanh xin hỏi anh Bách. Anh rất đau lòng khi phải cho em cái số điểm này. Bởi vì những cái người anh thực sự đánh giá cao thì anh lại rất là khắt khe. Anh nghĩ là em làm hoàn toàn dưới sức của mình rất nhiều với cái phần trình diễn này. Bài hát này là một bài hát không thể nào rời rạc như cách các em đang diễn, mà nó phải là da diết. Em làm nó hơi rời rạc và hơi cảm giác uể oải. Nó không giống như một người đang yêu, đang tương tư, mà một người đang bị chán nản với cái tình yêu đó. Anh đánh giá trên cơ sở hoàn toàn chuyên môn và có một chút ngưỡng mộ đối với giọng hát của em, thì đây là một phần trình diễn đối với anh là thất vọng. Anh rất tiếc. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Thế thì còn một điều nữa là cái hôm đầu tiên em xuất hiện cái bài hát đó, cái cách em mashup hai bài, nói chung là em làm một cái cách trình diễn của em rất là cá tính, rất là khác biệt. Và cái điều em thành công đó, nó chính là dẫn đến ngày hôm nay em hát vẫn đẹp, vẫn đầy lôi cuốn. Đối với anh là em làm rất là tốt, nhưng mà nó không tạo được cho mọi người như là lần đầu tiên gặp em. Đó là cái điều khó khăn cho em. Và có lẽ là em sẽ phải suy nghĩ, nếu vào vòng tiếp theo thì mình phải tìm cách xây dựng lại cho những người đã ngưỡng mộ em rồi. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà và các thành viên trong ban nhạc. Bây giờ chúng ta hãy nghe chia sẻ của ban giám khảo dành cho tiếng hát của Tuấn Nghĩa. Như Quỳnh thì không hoàn toàn đồng ý với sự nhận xét của ban nhạc Quỳnh Năng. Tuy là ca khúc này nó không bằng cái bài hát đầu tiên mà Yêu Em Dài Lâu mà của nhạc sĩ Đức Huy mà khi mà bạn đã chọn, nhưng mà bạn vẫn thể hiện được cái chất giọng của bạn với cái tiềm năng của bạn. Tôi thấy thì bữa nay thì bị vài một cái lỗi nhỏ nhỏ như là nốt thấp. Nhưng mà cái điều mà đáng tiếc là cả hai điệp khúc nó đều bắt đầu bằng chữ tiếc, bởi vì nó là một nốt cao, bạn lên không tới. Rồi đáng tiếc nữa đó là bốn cái chữ cuối cùng chậm lại trước khi mà em ơi đó, thì nó bị chênh. Thì đó là tôi có thể hiểu được là lý do tại sao mà ban nhạc có những cái số 7 dành cho bạn. Cảm ơn các lời chia sẻ của ban giám khảo rất là nhiều. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Tuấn Nghĩa ở phần thi thử thách. Mình có một chút thất vọng về phần thi vừa rồi của mình. Bởi vì là có thể là mình chưa khởi động cái giọng của mình được kỹ càng cho lắm. Nếu mà mình có cơ hội được tiếp tục vào vòng trong, mình sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ lắng nghe theo những lời góp ý của ban giám khảo cùng với ban nhạc Quyền Năng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một liên khúc gồm hai bài hát Buồn, một sáng tác của Y Vân, và Ảo Ảnh, sáng tác của Y Vân và Tô Vân Hà. Và tiếng hát Dương Huệ. Buồn như rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như rượu cạn, không còn tiêu để say. Hãy
Nếu như những vòng trước là một cô gái hay mặc áo dài hay những cái khúc bolero, ngày hôm nay nghe bạn hát nhạc này rất là sang, nghe nó trữ tình và không biết phải nói sao bây giờ để xem ban nhạc chấm cho Dương Huệ bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xin mời. Và tổng số điểm của Dương Huệ là 69 điểm và thứ hạng hiện tại Dương Huệ đang đứng ở vị trí thứ 5. Không sao, số điểm này sẽ còn có thể tăng lên nữa. Đầu tiên Khanh xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Hôm nay em thực sự là quyến rũ. Đúng ra là Phượng có thể cho cao hơn nếu cái câu cuối cùng của bạn không có lên cao như vậy, là một. Và cái thứ hai, hai cái câu đầu của bạn á, bạn hát rất hay, nhưng mà bạn nhả chữ của hai câu đầu á, Phượng chưa thích lắm. Bạn kéo cái chữ ra, bạn bẻ cái giọng và cái chữ đó nó trở nên nó không tròn trịa nữa thì hơi uổng ngay cái đầu và cái cuối. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tú Hải Phượng ạ. Em cảm ơn chị. Bạn có một cái sự sáng tạo ca khúc buồn nhưng mà bà hát jazz. Nhưng tôi cũng đồng ý với chị Hải Phượng, bạn hát hai cái câu đầu hơi nhão quá, nó chưa ra cái chất jazz. Đúng không cái chị Hải Phượng? Cái này nó giống như là một người say rượu. Bạn để ý tí xíu, một tí xíu nữa. Thật ra là em hát thì nó đúng là nó hơi overhit. Nó kiểu nó nghe nó quá lố đó. Nếu em tiết chế chút xíu nữa thì vừa đủ. Nữa là anh nhắc bao nhiêu người rồi, khi mà hát những cái bài hát có cái chủ đề nó như thế nào thì mình phải làm cho nó đúng. Cái bài này là bài buồn, ảo ảnh, mà em ra đầu tiên là em cười miết. Em hát như nào em cũng cười luôn. Em không hiểu là cái cười buồn, cười là tại vì hết buồn rồi. Hết buồn rồi. Hết buồn rồi. Thật ra là anh phải để ý cái đó thôi nha. Cảm ơn em. Đó là những đóng góp ý kiến của ban giám khảo dành cho Dương Huệ. Một tràng vỗ tay lớn nữa dành cho Dương Huệ thưa quý vị. Em nghĩ rằng là cái bài hát này cũng mang nhiều cái sự trải nghiệm, mà em thì lại chưa thất tình bao giờ, cho nên là em ra sân khấu mặt em vẫn tươi, vẫn hồn nhiên. Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình tên là Khắc Quốc Hải. Mình đến với chương trình Ban Nhạc Viện Năng này vì bản thân mình cũng là một nhạc công nghiệp dư. Mình rất là ngưỡng mộ những tài năng của những anh chị trong ban nhạc. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa là mình đến đây không phải vì cái giải quán quân, mà mình đến đây với một cái mục đích còn cao cả hơn là cái giải quán quân này nữa. Xin tất cả quý vị cùng ủng hộ cho mình nha.
sầu hoen ướt mi. Chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Phạm Vũ Anh Tứ, ca khúc Có Bao Giờ và phần dự thi của anh Khắc Quốc Hải. Bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại xem kết quả như thế nào nhé. 1, 2, 3. Chúng ta có 7 dấu chéo đỏ ạ. Chúng ta đánh giá như thế nào về tiếng hát của anh Hải ạ? Phần trình diễn của anh Hải mới đầu vô thì điệm đàn tranh thì nghe cũng có hồn. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, khi mà mình hát nhạc trữ tình quê hương thì những cái câu mà gối đầu vô á, nó rất là quan trọng. Thì mình chưa có cảm nhận được cái tình cảm đó, nó không có ngọt được ngọt ngào. Tới đoạn điệp khúc thì cảm giác như anh bị đuối hơi, cho nên cái những nốt anh lên nó không có tới. Đó, thì cho nên là mình đành phải bóng. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Thắng. Quý vị ơi, được biết anh Khắc Quốc Hải đến Ban Nhạc Quyền Năng mục đích không phải là giành quán quân, mà là gì? Anh hãy chia sẻ cho tất cả khán giả được biết ạ. Thì thật sự là em cũng có một cái tâm sự nhỏ nhỏ là một người chị của em á, thì chị em là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Không may thì chị em mắc một cái căn bệnh rất là nặng. Chị em thì thường nói với em là từ nào giờ ta thấy mày đi đánh đàn nè, đám cưới có, đánh đủ thứ hết, mà chưa bao giờ thấy mày đứng trên một cái sân khấu lớn mày hát hay là mày đánh đàn cho ta nghe một lần. Thì cũng may mắn là cái lần này em được lên đây, em được hát, em cũng được đánh đàn chung với Ban Nhạc Quyền Năng ở đây. Thì em cảm thấy đó là một món quà em tặng cho chị của em. Cũng chúc mừng em vì em làm hết cái nguyện vọng của ba chị em rồi. Em chỉ có hết nhiều mà. Và chị của anh Hải ơi, nếu như chị có đang theo dõi chương trình thì đây là một món quà rất là ý nghĩa mà anh Hải đang muốn dành tặng cho chị ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho anh Hải ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Với nghệ thuật thì luôn luôn điều cao nhất vẫn là sự đam mê. Khanh cũng như thế. Tuy là mình thể hiện bài hát chưa có thành công lắm, nhưng mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng cảm thấy rất là hài lòng với Ban Nhạc Quyền Năng. Loài sen trắng mang tay em
về trên vóc ngà. Và đó là Tuấn Nghĩa. Cảm ơn Tuấn Nghĩa vì đã mang đến những giây phút rất tuyệt vời vừa rồi. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho Tuấn Nghĩa. 1, 2, 3, xoay lại. Wow. Tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 86 điểm. Wow. Bạn đang đứng vị trí thứ hai cùng với Đào Ngọc Sang. Ý, anh Trung Sinh anh cho 10 điểm rồi nè. Nói quá mà. Nói quá ta sợ chứ sao. Không, nhưng mà nói chung bạn quá là tuyệt vời. Không có thể nào không cho 10 được. Tại vì bắn quá hay luôn. Tại vì giống như kiểu như là bạn truyền cho mọi người ở đây, tất cả luôn, mọi người khán giả dưới ban giám khảo như là được như là trẻ lại vậy đó. À, cứ ai lên cũng lắc lắc theo bản thân trên đây. Xin đánh rồi xin nhắm mắt luôn. Đây có ai già đâu mà trẻ lại em. À vậy hả? Toàn 18 đôi 10 cả đó, ai già đâu. Thì trẻ hơn, trẻ hơn. À, trẻ hơn. Trẻ ai ở đây cũng trẻ hết. Dạ, xin đó là chia sẻ của anh Trung Sinh à. Thế anh Quang Trung thì sao ạ? À? Điểm 10 của anh Quang Trung. Hà Tân Nghĩa, em hát cái bài này rất là dễ thương. Hát bất bình tĩnh mà điềm đạm. Rất là thích cái cách biểu diễn của em với cái bài hát nha. Vừa rồi, cái bài mới sắp vừa rồi là cái điểm 10 nó nói thay dùm anh được rồi ha. Em cảm ơn anh. À, anh Thanh Thảo, anh chia sẻ về điểm 9 của mình ạ. À. Em hát rất là tốt nhưng mà anh chưa có cảm được là em có hát nó có hồn cái bài này. Ông ơi, tôi thấy ông giống như là có voi đòi hai bà chân vậy đó. Trời ơi, tất cả vậy mà còn. Khi mà em diễn tả ra cái bài mà loài ngông đá, em đưa lên á, loài ngông đá, em lấy cái chữ đá sớm hơn và em ngưng cái chữ đá ra một chút xíu, bảo đảm với em cực hay. Mình lại thấy cái đoạn đó rất là cao trào. Em chỉ là em nhựa em kéo cái chữ đá lên thôi chứ em không phải là em lên thẳng cái chữ đá luôn. Nếu mà anh hát không được anh kéo thử bằng đàn nó giống như nào? Em lên cái chữ đá em lên thẳng và em ngưng ra một chút xíu thì nó sẽ rất là ép phê. Còn của em là em không có ngưng mà cái chữ đá của em nó rất là đơ, nó rất là thẳng, em hiểu không? Còn đá của em là nó hơi cứng, còn đá của anh Thảo anh muốn là đá mềm. Em hiểu chưa? Đá mềm. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Thôi bây giờ nghe ban giám khảo trả lời nè. Tôi xin ngắn gọn ba cái bài mà em hát của anh Lê Hữu Hà là chúng tôi nghe mấy chục năm nay và hầu như là chúng tôi chờ đợi một cái luồng gió mới, một cái lối diễn mới và hôm nay xin chúc mừng là em đã làm được cái điều đó. Vậy đó. Quá hay. Hay quá, nói gì nữa. Hai từ quá hay. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều vì đã dành những lời khen dành cho Tuấn Nghĩa. Mình hy vọng là với cái cảm xúc hiện tại là đang rất là vui, đang rất là yêu đời và tràn đầy năng lượng như bây giờ, mình sẽ có thể đạt được thêm một số điểm 10 nho nhỏ nữa từ ban nhạc quyền năng hoặc là từ các giám khảo trong phần thi hoặc là do các giám khảo tặng thêm cho mình chẳng hạn. Lạc nhau có phải muôn đời, một sáng tác của nhạc sĩ Triết Phạm, là một ca khúc viết về những bồi hồi, những rung cảm của tình yêu đôi lứa. Họ đến với nhau, họ yêu nhau và họ cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Thế giới đó xoay quanh họ. Rồi thời gian trôi đi, cũng không biết tại sao họ đã lạc mất nhau giữa dòng đời rộng lớn. Chỉ còn lại chàng trai với những kỷ niệm, với những quá khứ rất đẹp. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với Lạc nhau có phải muôn đời. Mình lạc nhau có phải muôn đời, ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên, bài hát với những hy vọng, bài hát với những mơ mộng, cho đời ta chút vui, cho đời ta chút thương. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời.
dòng người vội vàng quá, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta, chờ giữa quan xá ven đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin chờ ta chút thôi, chút thôi. Mình đến đón anh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì con tim ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta. Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói, nụ cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người. Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Bình minh đến đón ánh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì tình yêu ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta. Ngày vẫn thế mà tiếng nói, nụ cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Sau khi con tim nhỏ bé mơ hoài những ước mơ ôm lấy người. Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Đời như một giấc mơ mãi mãi không tàn. Xin cảm ơn nhóm bạc Theo. Tuấn Nghĩa thân mến, giới thiệu đầu tiên là bạn còn dư tới 4 giây. Nếu 4 giây đó vẫn có thể kịp nói là tôi tên là Tuấn Nghĩa vẫn được. Thôi bây giờ để coi điểm ha. 1, 2, 3, xoay lại, xem điểm. Tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 75 điểm, bạn đang đứng ở vị trí thứ 2. Khánh xin mời những nhận xét của ban nhạc ạ. Khánh mời anh Hoàng Thắng. Anh dành cho em 9 điểm là vấn đề là trong cái đoạn A đầu của em á, em tự sự nhiều quá, nó hơi bị lơi cái nhịp của mình. Cho nên anh không có dành số điểm tuyệt đối cho em. Chứ thật sự phần thi của em hôm nay rất là tốt. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Thắng ạ. Chị rất là vui khi gặp Nghĩa là ở trong vòng này. Thế nhưng mà không biết Nghĩa có lo ra hay như thế nào không? Bởi vì Phượng chưa nhìn thấy những cái xử lý rất là tinh tế của Nghĩa. Ở những vòng trước bạn lên một cách rất là khéo léo. Những cái chữ thí dụ như từ cái chữ gì đó, rồi lên chữ nhớ cả hai lần, một lần trong bài và một lần cuối bài. Mình cảm thấy rất là tiếc. Đó là chia sẻ của sĩ Tú Hải Phượng ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Cái phần giới thiệu đầu đó chắc có lẽ Nghĩa chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, là ta nói một vài chỗ nó hơi bị khựng khựng lại thôi. Mách nhỏ nhá, chuẩn bị đầu là cái quan trọng nhất. Bạn phải thu hút chúng tôi thay vì bạn đẩy chúng tôi ra, đồng ý chưa? Và cái bạn thiếu đó là gì? Bạn không có cái năng lượng tích cực cho cái bài này. Chúng tôi đều cảm thấy được cái điều đó. Xin chúc bạn cố gắng hơn. Xin chúc bạn là chính bạn trong cái bài tới. Cố gắng lên nhé. Cảm ơn. Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ và những lời góp ý của ban giám khảo đã dành cho Tuấn Nghĩa. Bây giờ xin mời ban nhạc hãy dành tặng cho Tuấn Nghĩa đề bài tiếp theo ạ. Tuấn Nghĩa ơi, em là người đến từ Hà Nội, đúng không? Và vào trong Nam gặp gỡ khán giả miền Nam, thì anh muốn thách thức em bài hát
dân ca của miền Nam là Lý Kéo Chài ha. Và lát nữa em sẽ nghe xem là cái thách thức phụ nó là cái gì. Vâng. Có bộ đề bài này hơi hóc búa đây nha. Chúng ta sẽ còn gặp lại Tuấn Nghĩa ở bài hát thứ hai thưa quý vị. Mặc dù là phần thi đầu tiên của mình chưa được tốt, nhưng mà ngay sau đây mình sẽ đi luyện tập để cho phần thi thứ hai mình sẽ dồn hết tâm huyết vào ca khúc Lý Kéo Chài. Mong quý vị khán giả hãy ủng hộ. Trời sông xanh là thế, giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Chia Quỳnh và Đào Ngọc Sang. Một màn song ca quá tuyệt vời. Ba vị giám khảo thân mến, chúng ta hãy dành những lời nhận xét sau cùng dành cho Chia Quỳnh và Đào Ngọc Sang với tiết mục vừa rồi. Bữa nay hai em hát một cái bài hát song ca rất là tuyệt vời và đã có một cái sự diễn xuất rất là ăn khớp, mà để khiến cho mọi người ở đây phải đứng dậy, nhà ngay cả anh cũng không thể nào kìm được, phải đứng dậy để mà hòa nhập vô cái bài hát của mấy em. Chúc mừng hai em. Thì hai bạn hát rất thoải mái, hát rất là tình với nhau. Hình như không còn là cuộc thi nữa phải không anh? Vâng, không biết là ai sẽ là quán quân, không biết ai là sẽ là cái sự lựa chọn của ban nhạc. Nhưng mà theo tôi thì ai cũng được. Hai bạn đều rất đáng quý với cái tài năng và với cái phong cách. Chúc hai bạn thành công nhiều trên bước đường nghệ thuật của mình. Các bạn quá tuyệt vời. Tôi cảm thấy khi các bạn hát cái bài hát cuối cùng, tôi chẳng cảm thấy các bạn thi là thành là một bài thi. Các bạn chỉ hát thôi, hát cho tình nhân, hát cho nhau nghe, hát cho chúng tôi nghe. Tôi cảm thấy tôi yêu đời. Và tôi cảm thấy nụ cười trên môi của các bạn làm cho tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Xin chúc mừng hai bạn.
Đó là những chia sẻ của ca sĩ Như Quỳnh. Ai sẽ trở thành quán quân Ban Nhạc Quyền Năng 2019? Ngay bây giờ Khanh xin mời Duyên Quỳnh và Đào Ngọc Sang chúng ta xoay mặt lại về phía các thành viên ban nhạc. Các thành viên ban nhạc thân mến, bây giờ là chúng ta sẽ không chấm điểm nữa, cũng như là tất cả những cảm xúc, những kinh nghiệm, những lời khen, thậm chí là những lời chê chúng ta đã chia sẻ rất nhiều trong mùa giải năm nay rồi. Bây giờ chỉ là quyết định. Sau 3 tiếng đếm của Khanh, Khanh nói bắt đầu, các thành viên ban nhạc bắt đầu nhấn nút để đưa ra lựa chọn của mình. Và Duyên Quỳnh hay Đào Ngọc Sang, ai sẽ trở thành quán quân của Ban Nhạc Quyền Năng 2019? 1, 2, 3, 3, bắt đầu! Chúng ta đã có được những sự lựa chọn của các thành viên ban nhạc. Hồi hộp quá. Thôi bây giờ trước khi chờ đợi kết quả, Khanh muốn nghe một cái chia sẻ của ban nhạc. Chúng ta đưa ra cái tiêu chí để mình lựa chọn quán quân. Cái tiêu chí của mình đó là về mặt khả năng, các bạn đã cho thấy hết những cái gì mình có thể làm rồi. Và thực tế là nó không có chênh lệch nhau bao nhiêu cả. Và cho đến cuối cùng thì cái nhiệm vụ của âm nhạc mà chúng ta đang làm là gì? Là chạm tới cảm xúc của người nghe. Và chúng tôi cũng là những người nghe. Chúng ta đều có những cảm xúc của riêng mình. Chính vì thế chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau. Với riêng Bách thì trong buổi tối ngày hôm nay, Bách đang thưởng thức âm nhạc. Và bạn nào làm cho Bách thấy thích hơn và thực sự bước vào câu chuyện của bạn ấy đang kể thì bạn đó là quán quân. Đó là tiêu chí của anh Hoàng Bách. Thì không biết nhạc trưởng Nguyễn Hà tiêu chí của anh như thế nào ạ? Anh đồng ý với tiêu chí của Bách. Tức là trong buổi tối ngày hôm nay, ai chạm đến cảm xúc, ai thuyết phục được thành viên ban nhạc nào hơn thì thành viên đó sẽ chọn. Và đương nhiên là chúng ta vì là cảm xúc cho nên mỗi người có những cái trải nghiệm để hình thành cảm xúc rất là khác nhau. Đó, cho nên là nên tôn trọng cái quyết định riêng của mỗi người. Đó, và bây giờ đang rất nóng lòng muốn xem kết quả. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Hà. Cảm ơn anh Hoàng Quách và cảm ơn tất cả các thành viên còn lại. Khanh biết là mọi người đang rất nóng lòng chờ đợi kết quả đúng không ạ? Duyên Quỳnh và Đào Ngọc Sang thân mến, kết quả đang có trên tay của Khanh đây. Và cái tên nào sẽ được xướng lên quán quân của Ban Nhạc Quyền Năng 2019 với trị giá giải thưởng 200 triệu đồng? Chúng ta có 9 thành viên ban nhạc. Tỷ lệ bình chọn 5/4. Thí sinh nào có tỷ lệ cao hơn là quán quân. Tỷ lệ 5/4, 5 là những ai? Đó là anh Hoàng. Đào Ngọc Sơn. Chúc mừng Đào Ngọc Sang đã trở thành quán quân của Ban Nhạc Quyền Năng 2019. Điều đó đồng nghĩa với việc Duyên Quỳnh là á quân của Ban Nhạc Quyền Năng 2019. Những cảm xúc đã vỡ òa trên sân khấu thưa quý vị. Quá tuyệt vời. Ngay bây giờ xin mời ca sĩ Như Quỳnh sẽ cùng với ca sĩ Hoàng Bách, chúng ta sẽ trao giải Á quân cho Duyên Quỳnh. Và ngay bây giờ xin mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ cùng với nhạc trưởng nhạc sĩ Nguyễn Hà sẽ trao giải quán quân cho Đào Ngọc Sang. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
đó là Duyên Quỳnh, cùng sự hỗ trợ của Vũ Đoàn, Phương Việt cùng với nhóm bè Theo. Duyên Quỳnh quá đa dạng, ngoài những ca khúc từ đầu mùa tới giờ, những bài hát sôi động này ha, đọc rap nha, bữa nay nghe bạn hát giả thanh mà còn múa nữa, bạn còn cái tài nào nữa mà chưa show ra không? Em không nhớ đâu anh ơi. Không biết nữa hả? Trời ơi, cô gái này chắc còn tiềm tàng tài năng lắm đây. Và bây giờ chúng ta sẽ xem số điểm của ban giám khảo dành cho Duyên Quỳnh với tiết mục này. Trước hết, tôi xin tất cả mọi người ở đây hãy cho ban nhạc quyền năng một tràng pháo tay thật lớn. Rất xuất sắc. Với một bản hòa âm quá hay đúng không anh Tài? Quá tuyệt vời. Quá hay. Và thứ gì một tràng pháo tay để cho Vũ Đoàn Phương Việt chứ bảy chàng hot boy gì đó. Cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Ở vậy tôi nói hai điều này trước, tại vì nhờ những cái sự hỗ trợ đó mà nó đã làm cho cái phần trình diễn của Duyên Quỳnh nổi bật hơn. Không thể tưởng tượng được là sao có thể giả thanh hát mà tốt như vậy. Và số điểm của anh Chí Tài là nhẹ nhàng thôi. 10 điểm. Chúc mừng Duyên Quỳnh với điểm 10 đầu tiên. Em hát với tất cả cái tâm hồn của mình và theo dõi em không bỏ lỡ một cái giây nào, kể cả 1/10 của cái giây cuối cùng khi mà cái giọng ngân nó bị vỡ ra một chút, vẫn phải nhớ là chưa cúi đầu chào, chưa hết bài hát, thành ra cái nốt cuối cùng rất là quan trọng, bởi vì sẽ có người tinh ý nghe ra cái đó. Và bởi vì thế mà tôi rất tiếc là tôi không cho em số điểm tối đa được. Vừa một cô gái sexy hát Baby You're Crazy. One more time baby. Yes. Và bây giờ thì lại là một cô gái rất là chân chất Việt Nam thuần túy, mà giọng hát giả thanh nó như suối vậy, mượt mà không thể tả được. Tôi yêu tình ca của bác Phạm Duy do Duy Quỳnh biểu diễn. 10 điểm của ca sĩ Duy Quỳnh đã dành cho Duy Quỳnh. Như vậy là tổng kết phần thi này, thí sinh Duy Quỳnh nhận được 29 điểm. Chúc mừng Duyên Quỳnh. Và lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Duyên Quỳnh, thưa quý vị. Trong ánh mắt, từ trong lời nói, anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im, em nhìn xem trái tim em sẽ chịu đựng được một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi em. Anh cố nắm thật chặt đôi tay của em cố ôm chầm, và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không? Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi em. Anh cố nắm thật chặt đôi tay của em cố ôm chặt, và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không? Xúc động thế, vẫn run hay là nhập tâm vô ca khúc nè?
Dạ, rung hơn đợt trước. Quý vị vỗ tay cho bạn Ưng Linh lấy tinh thần à. Bây giờ hơi rung nhẹ nhẹ thôi, quay lại coi nhiêu điểm. 1, 2, 3, xây lại. Tổng số điểm dành cho Ưng Linh là 61 điểm. Và thứ hạng hiện tại của Ưng Linh là bạn đang đồng vị trí số 7 cùng với Hồng Phấn. Và Khanh muốn hỏi tại sao anh Chánh Thảo lại cho điểm thấp nhất trong các thành viên còn lại. Cái bài này nguyên cái phần đầu bass không có đánh, thành ra anh lại nghe rất là kỹ. Càng nghe kỹ thì lại càng thấy cái phần hát của em á, cái xử lý của cái câu á, bị gãy. Tức là các note này tới note kế á, nó không có liền với nhau, mà nó bị nhắc ra và đồng thời cái cao độ nó không đúng là một. Và thứ hai nữa là cái phần nhịp của em nó không phải là lơi mà nó là sai. Thì trong hát á, ca sĩ được quyền lơi nhịp rồi người ta sẽ lấy lại ở câu sau, nhưng mà ở đây là cái nhịp của em là bị rớt. Ưng Linh sắp khóc rồi nha, cảnh báo nha anh Bách. Thực sự anh cảm nhận được cái tình cảm thực sự của một cô gái ở trong đó. Nó là cái điểm duy nhất để anh cho điểm 8. Có thể là ngay trong cái giây phút anh chấm điểm thì anh đã bị ngã bởi cái yếu tố ngoài kỹ thuật như vậy. Không, anh thấy Bách đang làm rất là đúng. Tức là mỗi một cái tác phẩm khi trình diễn lên á, thì có những lúc chúng ta sẽ phải rất là chú ý vào kỹ thuật nếu như mà họ trình diễn nghiêng về kỹ thuật. Nhưng mà đây là trong bài hát này là Ưng Linh dùng cảm xúc, dùng cái tình cảm để mà thể hiện bài hát rất nhiều. Thì Bách nghiêng về chấm về cảm xúc, về tình cảm thì anh cho cái đó là đúng mà. Một lần nữa cảm ơn các thành viên của ban nhạc rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Có lẽ là bạn đã quá cảm xúc. Tôi cảm nhận được cái sự rung động thật sự của bạn. Anh Chánh Thảo, rắn mà nợ lông nào mà chậm một con số 5 to tượng như thế. Thì giờ quy định không cho chấm lại, chứ chấm lại cũng lên. Thôi anh đừng có nói vậy, anh biết là không được chấm lại rồi, anh có nói vậy hả? Rung thiệt á hả? Dạ rung thiệt. Rung muốn khóc rồi đó anh Chí Tài. Và đó là tất cả những chia sẻ của ban nhạc và giám khảo dành cho Ưng Linh. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Ưng Linh thưa quý vị. Hãy subscribe.
Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Kaozami. Bây giờ sẽ là số điểm dành cho Kaozami. Xin mời xoay lại. Xin mời ban nhạc. Và tổng số điểm của Kaozami là 75 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ 5. Khanh xin mời anh Đăng Khoa. Cái bài này thật ra là một bài khó hát chứ không phải là dễ đâu. Đối với anh thì anh hài lòng với phần trình diễn của em. Thế còn anh Quang Trung thì sao? Với cái bài hát như anh Khoa anh chia sẻ, bài này là một trong những cái tác phẩm rất là khó thể hiện. Mà với một cái nội lực như em thì là anh nghĩ sẽ làm tốt hơn. Cái phần xuống thấp của em á, em xài kỹ thuật nhiều quá, anh nghe nó cái chữ nó bị mờ lắm. Rồi cái phần cuối của em á, cái lúc mà lên giọng gió đó, anh nghe chưa có đã lắm. Anh dành cho em cái con điểm 8 này là khích lệ em đó. Tự cũng đã rất cố gắng để hoàn thiện xong và cái phần hát của mình. Tuy là nó chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mà đó là những gì mà Ca Ư đã cố gắng hết sức. Cảm ơn Quang Trung ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo nhé. Bài này là chắc là 100 người thì chỉ một người hát có cái khả năng hát được thôi. Kén, rất là kén. Và cái mà tôi còn đọng lại mà tôi giữ lâu nhất là cái khàn khàn của em á. Nó hát rất là quyến rũ. Tuy nhiên nó lại cho tôi cái cảm tưởng như là hình như là giống một ai đó. Thành ra để ý cái vấn đề đó dùm. Còn cơ hội không sao đâu. Dạ. Số điểm đó chưa dừng lại ở đó. Bây giờ vào bên trong chuẩn bị tinh thần đến với thử thách. Một bài hát khá cảm xúc và Khanh nghe bài này Khanh cũng rất là xúc động. Bây giờ hãy xem ban nhạc dành cho Nguyễn Hoàng Nam bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Tổng số điểm của Nguyễn Hoàng Nam là 81 điểm. Anh Nguyễn Hoàng Nam đang đứng ở vị trí thứ 3. Bây giờ sẽ là nhận xét đến từ các thành viên ban nhạc. Khanh xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Phượng thật sự là xúc động. Cái bài này nó có rất nhiều gắn bó đối với những người mà đại học, nhất là những bạn ở xa nhà. Thì Phượng nhớ là cái thời mà mình học đại học, mình cũng nghe bài này rất là nhiều và rất là nhiều kỷ niệm đối với các bạn. Thế nhưng mà ở trong cái bài này, ngoài cái việc xúc động ra, một phần là do giọng hát của Nam, một phần là do cảm xúc thực sự của Nam và một phần là cách xử lý bài của Nam. Phượng nhớ là ngày trước á, có một phóng viên đã phỏng vấn thì hỏi Phượng là cái loại nhạc nào chị đánh chị cảm thấy khó nhất, cái bài nào chị đánh chị cảm thấy khó nhất. Thì Phượng trả lời là không có bài nào tôi cảm thấy khó nhất, nhưng cái đoạn khó nhất chính là những dấu lặng. Nếu ai mà ở trong nghề thì sẽ biết những dấu lặng là những nốt khó nhất, vì lúc đó chỉ có những người nào thực sự nắm vững kỹ thuật, nắm vững cảm xúc và làm chủ được bản thân mình mới có thể xử lý những đoạn lặng rất hay. Và hồi nãy cái đoạn lặng của bạn làm cho Phượng thực sự lặng đi. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Thế còn Hoàng Thắng thì sao? Người duy nhất cho anh Nam 8 điểm. Vấn đề tại sao anh dành điểm 8 cho Nam á, không phải là Nam hát bài này không hay, nhưng mà là có một cái đoạn là lúc mà lặp lại điệp khúc
hình như là Nam hát hai lần, là một cái câu là miền Tây nước lớn, miền Trung lũ lụt, mà Nam hát là miền Trung nước lớn và miền Trung lũ lụt. À, cho nên là anh dành điểm 8 cho Nam, chứ có thật sự Nam hát rất là hay, có cảm xúc. Nói chung là anh Hoàng Thắng mong muốn một cái sự gì đó hoàn hảo hơn, đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Thế còn không biết ban giám khảo thì sao ạ? Em hát cái bài này bữa nay rất rất là cảm xúc đối với anh. Trang phục hợp, diễn tả vừa đủ, mặt buồn lắm. Và anh thích nhất là cái đoạn mà ban nhạc ngưng hết, một mình em solo, và em làm thuyết phục được anh. Dạ. Thì mỗi ngày bạn giống như một cái máy radio, bạn vặn cái đài mà bạn muốn tìm á, cái tín hiệu mỗi ngày nó rõ hơn, tức là có một sự tiến bộ, có một cái sự điều chỉnh. Nhưng mà hôm nay đó, mình hơi bị nặng cái phần mà cho cái cảm xúc cá nhân nó giữ mình lại. Xin cảm ơn rất nhiều. Đó là những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho Nguyễn Hoàng Nam. Và anh Nam thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong để chuẩn bị đến với phần thi thử thách của mình. Và một tràng pháo tay để chúc mừng Nguyễn Hoàng Nam vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Nam đã cố gắng để giữ cảm xúc của mình, để hát từ đầu đến cuối bài hát một cách trọn vẹn. Và Hoàng Nam khá là hài lòng với bài hát này, với phần trình diễn này. Tự nhiên song ca với ca Usami xong thấy tiếng kèn của anh Quang Trung nữ tính hơn hẳn. Dạ, cảm ơn Trung ạ. Xin mời số điểm của các thành viên ban nhạc. Tổng số điểm của ca Usami là 84 điểm sau khi đã cộng lại số điểm của hai bài hát, và có thêm 10 điểm cộng đến từ phần giới thiệu của ca Usami. Tổng số điểm của ca Usami 182 điểm. Xin mời anh Thanh Thảo chia sẻ về tiết mục vừa rồi. Cái giọng ca của anh Quang Trung đó hôm nay thấy rất là thỏa lòng của mọi người. Mà cái giọng hát của em mà xuống cái phần trầm của bài Nam á, anh nghe cũng rất là đã nữa. Cho nên là giờ anh không còn cái số điểm nào nhiều hơn cái con số 10 nên anh cho em hết. Cảm ơn Thanh Thảo. Bách lại hơi ngược với anh Thanh Thảo một tí, là thực ra là Bách mong cái phần thấp của cái Jimmy rõ hơn, nó rèn hơn, nó đầy đặn hơn.
Tại vì em cái hát của em là mới vừa chạm tới thôi, chứ em chưa nắm cái nốt đó trong tay. Là thật sự em mong rất gần. Thì nốt, cái nốt này thực ra là với giọng nữ thì cũng tương đối là thấp. Mì nữ hát được như này cũng không phải là đơn giản đâu, nhất là trên sân khấu live nữa. Còn về phần trình diễn này, tại sao anh không cho 10? Bởi vì cái giao thoa giữa em và anh Trung nó chưa quá nhiều, vẫn là phần người nào làm tốt cái phần người đó. Đến cuối cùng em bắt đầu em dám bung ra em feel, nhưng những cái câu feel đấy nó quá đơn giản, nó không có cái màu nào ở trong đó, không phải là màu R&B, cũng không phải là màu pop. Cho nên là nếu điểm 10 thì anh nghĩ là hơi quá. Những anh kia đang hơi là bay, đang đu mây. Đúng rồi, chính xác. Hai anh kia kìa. Cảm ơn Bách rất nhiều, và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Bây giờ chúng ta nghe những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Có thể là nửa đoạn đầu giữa hai người đối đáp với nhau, nhưng mà sang đoạn sau khi mà anh Trung bắt đầu feel, anh Trung bắt đầu buông, rồi thì kéo, làm đủ cái mà nghe mà càng nghe càng sướng. Thì trong khi đó em vẫn chưa đáp ứng lại cái đó. Và cái đáng tiếc cho em á là cái câu cuối cùng. Tôi nghĩ nha, là thật ra anh đang dối em. Ý của riêng tôi đó thì nó dựa trên cái đang cao trào của cái saxophone. Nếu hát một mình thì lại là chuyện khác, thấy chưa? Thì tôi nói thật là tôi đã nghe anh Trung thổi mười mấy năm nay, càng nghe thì càng thích và chưa bao giờ thích bằng cái hôm nay. Cảm ơn Trung. Một lần nữa cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo rất nhiều, và lát nữa đây chúng ta sẽ gặp lại Kazami. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù mẹ về dưới cơn mưa. Mẹ Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Đào Ngọc Sang và sự hỗ trợ của guitar Đăng Khoa, violon Thanh Thảo và guitar bass Chánh Thảo.
Xin cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. Xin chào Đào Ngọc Sang. Đêm cuối rồi, bạn đã cho chúng tôi thấy được một cái hình ảnh mới của mình đúng không? Không phải là những ca khúc về tình yêu đôi lứa nữa, mà bây giờ một bài hát rất hay về mẹ, một sáng tác của Trịnh Công Sơn, Huyền Thoại Mẹ. Bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc dành cho Đào Ngọc Sang. Xin mời 1, 2, 3 xoay lại. Tổng số điểm của Đào Ngọc Sang ở ca khúc này là 86 điểm. Anh đang đứng ở vị trí thứ nhất. Bây giờ xin mời những chia sẻ của anh Chánh Thảo. Anh ngồi bên dưới mà sát bên em á, lúc đó thì anh nghe cái chất giọng thật của em hát, thì anh nghe cái cách của em hát, cái la hơi đó, rất là mạnh mẽ, rất là rõ ràng luôn. Là một. Cái thứ hai nữa là giống như anh Bách nói, em là một ca sĩ rất là thông minh. Có nghĩa là em đã sử dụng cái chất giọng riêng của mình thể hiện đúng cái chất nhạc của bài hát, không làm mất đi cái hồn của bài hát. Coi như là em đã làm cho mọi người thưởng thức bài hát hết sức là hay. Cảm ơn em. Anh cảm ơn anh ạ. Đó là chia sẻ của anh Chánh Thảo ạ. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi anh Khôi. Dường như anh biết là cuối cùng được chấm rồi, cho nên anh cho 10 điểm luôn. Đúng rồi. Thật sự thì cái phần biểu diễn của Sang anh thấy rất là tốt luôn. Cho nên anh cảm thấy là với một cái bài với tiết nhịp nó buồn như vậy á, thì em hát mà lấy được điểm 10 của mọi người đây là rất hay à. Chúc mừng em. Cảm ơn Khôi ạ. Ngọc Sang thân mến, bây giờ chúng ta cùng nghe chia sẻ của ban giám khảo. Mỗi một lần nghe em hát á, em lại thêm một cái chút gì đó nó mới. Nó không cần nhiều. Em hát đẹp lắm. Bữa nay con hát cái bài này rất là tình cảm. Chúc mừng con. À, chúc mừng em. Bữa nay tôi trẻ mà, phải chúc mừng em. Dạ đúng rồi. Sang ơi, cho Khanh hỏi là hồi nãy bạn có coi tiết mục đầu tiên không? Tiết mục đầu tiên mở màn. Những học viên tiêu biểu của lớp học năng khiếu đang ngồi phía dưới nè. Ngoài giọng hát còn có kết hợp cùng vũ đoàn. Đó. Hồi nãy nếu bạn xem rồi, bây giờ bạn lấy đó làm kinh nghiệm nha, chuẩn bị đến với phần thi tiếp theo kết hợp cùng với vũ đoàn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ còn gặp lại Đào Ngọc Sang. Một tràng vỗ tay lớn hơn nữa dành cho Đào Ngọc Sang và Hồng Gấm. Xin cảm ơn nhóm bè TL. Và Hồng Gấm thân mến, cảm xúc của mình như thế nào? Dạ, em cảm giác như là mình được trở về nhà. Và em hy vọng là chương trình Ban Nhạc Quyền Năng sẽ luôn tiếp tục thành công nhiều hơn nữa, để ngôi nhà chung của chúng em có thêm rất là nhiều thành viên nữa ạ. Chúc cho Hồng Gấm sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Và cảm ơn Hồng Gấm đã hỗ trợ rất hết mình cho tiết mục vừa rồi cùng với Đào Ngọc Sang. Ngay bây giờ sẽ là những nhận định và những đánh giá của ban giám khảo cũng như là ban nhạc dành cho Đào Ngọc Sang. Đào Ngọc Sang phải nói là giỏi quá, quá giỏi. Hai bạn phối hợp rất là tốt. Tôi cảm thấy bạn không sợ hãi gì cả. Và bạn rất là tự tin. Và bạn hát bằng hết tất cả trái tim và cái sự nhiệt huyết của mình. Hồng Gấm thì tôi không còn gì để mà tôi khen, tại vì Hồng Gấm giọng quá tốt. Nhưng mà tôi khen bạn, bởi vì suốt tất cả từ đầu cho tới tận tới bây giờ, bạn chưa làm tôi thất vọng. Một trong những tiếng hát tôi thích nhất của mùa giải năm nay, khi nghe cái bài vừa rồi đó thì tôi mới thấy là hát một mình, truyền cảm xúc cho người nghe là một điều rất khó. Nhưng mà cái điều mà khó hơn là khi mà chúng ta hát với một người khác, thì lúc đó nó có cái sự gọi là chia sẻ, hòa hợp. Và trong đó nó có những cái gọi là nhường nhịn nhau, đặt người khác trước mình. Thì cái đó em có. Thì em là cái người mà lúc nào tôi cũng nghĩ là em sẽ tiến xa, nhưng mà em không tiến nhanh đâu, em tiến thật là từ từ. Và cái tên Đào Ngọc Sang, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ được nghe đến tên bạn rất nhiều trong thời gian gần tới. Cảm ơn những đánh giá của ban giám khảo đã dành cho Đào Ngọc Sang. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban nhạc. Khanh xin mời anh Bỉnh Khôi. Anh có một vài điểm muốn nói với Sang, đó là mặc dù có thể thấy là đến vòng này thì Duyên Quỳnh được xem như là cái người thay đổi nhiều nhất qua nhiều thể loại, nhưng mà Sang cũng rất là đáng gờm, bởi vì là Sang cũng đã thể hiện nhiều cái thể loại khác nhau và cái nhịp của Sang cũng rất chắc, như ca khúc Match Up vừa rồi, Tình Đơn Phương, là ban nhạc cũng phải đánh với một cái lúp chống điện thì em cũng giữ nhịp rất là tốt, cũng như là thể hiện một ca khúc có tiết điệu buồn thì cũng rất là tình cảm. Nhưng mà khẳng định một điều là em rất phù hợp với cái dòng nhạc, cái bài hát em vừa mới song ca với lại Gấm, rất là hay. Và em có cái hay là đẩy được cái cao trào của bài hát. Và anh nghĩ là cái chốt lại của em á là em chỉ cần một bài hit thôi. Đó là chia sẻ của anh Khôi ạ. Dạ, cảm ơn Khôi.
Và chia sẻ sau cùng đến từ nhạc trưởng Nguyễn Hà. Sau khi nghe cái bài hát vừa rồi thì anh thấy ví dụ như là tiết mục song ca lúc nãy của Duyên Quỳnh á, thì Đăng Nguyên mang một cái cách hát rất là hỗ trợ để mà hòa quyện, để giúp cho Duyên Quỳnh nổi bật lên đó. Nhưng mà với Gấm á, thì anh thấy là Gấm hát bài song ca với em thì Gấm vẫn thể hiện cái nét riêng của Gấm rất là mạnh đó, và em cũng có một cái sự đối lại rất là rõ, và nó là em sống với bài hát này rất là mạnh. Em và Hồng Gấm trong tiết mục này phải nói rằng là đối đáp với nhau rất là hay. Em cảm ơn anh ạ. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà cũng như là tất cả các thành viên ban nhạc đã dành cho Đào Ngọc Sang. Và Đào Ngọc Sang thân mến, vừa nãy là Hồng Gấm rồi, bây giờ vô trong chuẩn bị là... đó là Nhật Hà với một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc Đổi Thay. Rung quá hả? Dạ em rất là hồi hộp. Không sao, bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả nhé. Dạ. 1, 2, 3, xoay lại. May quá, chỉ mới có 4 dấu chéo thôi. Lời nhận xét đầu tiên đến từ ban nhạc, Khanh muốn mời anh Chánh Thảo. Thật tình thì cái đoạn vô đầu nó của em quá hay, có nghĩa là anh nghe anh rất là cảm động. Anh chỉ tiếc tới cái lúc mà chuyển tông lên á, em hát nó bị với, nó bị mỏng và cái giọng hát của em nó bị chênh nót á. Thành ra là anh bấm. Dạ. Cảm ơn anh Chánh Thảo ạ. Thế còn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng thì sao ạ? Lúc mà em bước ra thì chị ước gì có một người ca sĩ ở trong ban nhạc mà đẹp như thế. Tuy nhiên chị vẫn phải bấm bởi vì có rất là nhiều đoạn em lên cao mà bị đuối hơi. Chị hy vọng rằng là cái bài sau khi mà em hát á, em sẽ chuẩn bị đủ hơi trước khi mình lên những cái nốt cao trào. Và hy vọng là em sẽ là một trong những người có thể đi vào vòng trong. Rất là tiếc, tại vì không kiểm soát tốt cái tâm lý của mình khi đứng trên sân khấu. Và bây giờ sẽ là những nhận xét của ban giám khảo. Tôi đồng ý với sự nhận xét của ban nhạc Quyền Năng. Bạn nên kiểm soát được bài hát của mình tốt hơn. Cái bài này thật ra đó là nó khó hát. Tại vì thấp thì quá thấp, cao thì lại quá cao. Mà bữa nay thì thấy em đẩy lên cái giọng gió đó, nó rất là tốt. Thôi bây giờ để nghe ban giám khảo ta chọn cái bài thứ hai để cho mình có cơ hội mình tiếp tục mình đi. Nhật Hà có thể hát bài hát kế tiếp, Nơi Mình Dừng Chân, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Và chúng ta cùng chúc cho Nhật Hà sẽ thi tốt phần dự thi của mình. Bây giờ là thời gian để Nhật Hà vào bên trong và tập luyện. Mình vẫn còn một cơ hội để được hát lại, được thể hiện lại thêm một lần nữa. Là mình sẽ cố gắng hết sức. Giờ đây xin xa.
vì sao nỡ đành lời rơi rớt từ người ơi, hãy nói cho em một lời tình đôi ta sống mãi, còn đâu những ngày vòng tay ấm nồng, đường xưa lối cũ trăm năm hẹn thề. Một bài hát rất quen thuộc, nhạc ngoại lời Việt của Nhật Ngân, Polova. Và bây giờ sẽ là số điểm đến từ ban nhạc. Xin mời Dương Quỳnh, 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm của Dương Quỳnh là 85 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí đầu tiên và số điểm này đã được cộng 10 điểm có sẵn từ tuần trước. Bây giờ mình hỏi anh Quang Trung với anh Thanh Thảo nè. Hôm nay hai anh đã cho hai con 10 rất là đẹp mở màn chương trình. Chào Duy Quỳnh, hôm nay em mặc trang phục này anh thấy đẹp lắm, anh rất thích. Từ lúc em ra là anh muốn cho em điểm 10 rồi đó. Cảm ơn anh. Với lại cái phần mà thi biểu diễn của em hát rất là thuyết phục với anh. Anh rất ưng ý với cái phần thi này của em. Anh tặng em một số 10. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Thế còn anh Thanh Thảo thì sao? Mà thật sự ra anh thấy em cũng chả có áp lực gì cả. Em ra em thể hiện cái bài này một cách rất là có tâm. Mà hơn nữa là em là người thi mở màn cũng rất là nhiều áp lực. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Thanh Thảo và anh Quang Trung. Anh hỏi cặp song 10 này luôn nè. Anh Đăng Khoa với anh Hoàng Bách. Anh Quỳnh hát cái ca khúc này xử lý tốt. Đơn giản vậy thôi đúng không anh? Để anh nói phức tạp hơn cho. Anh rất thích bài hát này, anh yêu bài hát này lắm. Bởi vì đối với anh nó là một bài hát thất tình kiểu nam tính. Khi mà cậu gào thét trong tuyệt vọng, tại sao mà cô ấy có thể bỏ tôi ở giữa đại lộ như thế này. Nhưng mà vẫn có một chút mong chờ theo cách của đàn ông. Và anh thực sự anh thấm bài đó. Và anh không nghĩ là một cô gái sẽ hát bài hát này như thế nào. Khi em bước ra với bài hát này, anh rất là sợ em sẽ hát đúng như cái cách mà anh đang nghĩ. Nhưng cuối cùng em đã làm ngược lại hoàn toàn. Anh thấy đây là một cô gái đang yêu, đang cũng đau đớn. Nhưng mà cách đau đớn của một người phụ nữ khi nói về tình yêu. Cái phần hát tiếng Việt của em hay, phần hát tiếng Anh của em rất hay, nhưng nó hơi có lỗi một chút xíu về từ, bởi vì bài này anh rất là thuộc, anh hiểu từng chữ của nó. Anh tính đánh em 9 điểm rồi, nhưng câu hát giả thanh ở cuối em lấy lại cái một điểm đó để làm tròn 10 điểm. Đó là chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều ạ. Cảm ơn các thành viên ban nhạc ạ. Bây giờ chúng ta nghe ban giám khảo nhận xét về Duyên Quỳnh ạ. Tôi cảm thấy bạn không hề có một cái áp lực gì cả. Và có lẽ là đêm nay ai cũng cho em là sinh nhật nơi đây à. Anh thấy ra em thuyết phục tất cả những anh em trong ban nhạc, cũng giống như là ban giám khảo ở đây. Thì em là một người, đối với anh là em là một người rất thông minh và chịu khó, không có ngủ quên chiến thắng. Chúc mừng em. Em rất xứng đáng với tất cả những lời khen vừa rồi. Xin chúc mừng em. Và rất là hy vọng rằng Duyên Quỳnh sẽ luôn giữ vững được cái phong độ của mình nếu như bạn có cơ hội được bước tiếp vào vòng trong. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng Duyên Quỳnh vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Quỳnh đã cố gắng làm mới cho ca khúc này từ phần cảm xúc
cho đến phần diễn, đến cả ngoại hình của mình thì mình đã cố gắng hết sức để làm mới ca khúc này. Và rất may mắn là đã được ban nhạc đồng cảm với ca khúc của mình. Chào. Giận anh. Thí sinh đêm nay làm cho chúng ta căng não quá. Bây giờ quay lại xem ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh bao nhiêu điểm nha quý vị. 1, 2, 3, xin mời. Còn mấy điểm 10 đây? Mấy điểm 10 đây? Wow, đây là điểm 10 đầu tiên của mình trong suốt 4 vòng thi vừa qua. Cho nên là bây giờ mình cảm thấy rất là vui sướng vì mình đã tự lập được kỷ lục cho bản thân mình rồi. Xin mời tổng số điểm dành cho Duyên Quỳnh. 86 điểm. Thứ hạng hiện tại của Duyên Quỳnh là bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban nhạc. Anh Bát ơi, giận anh vì sao? Làm sao mà lại giận anh? Anh cho 10 rồi. Nói chung hôm nay ai là người may mắn ở lại thì sẽ lại tiếp tục mạnh thêm nữa, nhiều vũ khí nữa. Và anh tin em sẽ là một trong những người đấy. Hôm nay em làm rất tốt. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Chị Phượng thì sao ạ? Bài này chị Phượng đánh sung quá. Chúc mừng em có một phần trình diễn rất là thành công. Cái bài này theo ý chị á là nó không có gì nhiều để cho người thí sinh có thể tạo một sự khác biệt về mặt kỹ thuật. Thế nhưng mà đến khi Duyên Quỳnh lên đây và biểu diễn và làm cho tất cả ban nhạc cuốn hút theo cái phần biểu diễn của em thì chị phải xin lỗi em. Bây giờ chị mới thấm là thầy chị đã nói là không có bài nhỏ, không có bài lớn, chỉ có cái đầu xử lý nhỏ và cái đầu xử lý lớn. Cảm ơn em đã cho tất cả mọi người một cái màn trình diễn thật là ấn tượng. Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Hãy cùng lắng nghe ban giám khảo chia sẻ. Lúc đầu á thì mình có một trường hợp rất thông minh là Đào Ngọc Sang cái gì. Thì cô này nó cũng là 8 lạng nửa cân. Cô chừa những cái chiêu, những cái đòn cùng hay là mỗi ngày cô hé mở mở đánh tí. Hay lắm. Một tràng pháo tay ngay. Anh thì không có gì nói nhiều đâu. Anh đã nói rồi, người nào tin Quỳnh là giỏi hết á. Anh thích hết á. Rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại Duyên Quỳnh một tí nữa. Tất cả những vòng trước thì Quỳnh rất là áp lực về thi cử. Nhưng mà riêng vòng này thì Quỳnh cảm thấy là mình ra sân khấu và mình hát và mình quẩy vậy thôi, chứ mình cũng quên mất là mình đang đi thi luôn. Nhiều khi là máu quá. Non nước hữu
tình ba miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhà thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều gươm vang bóng thời xưa. Bà sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội lương. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Sông Hương đường qua Vĩ Gia chờ đồng ban ngự bừng, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tóc thề chậm vài nghiêng nón qua trường tiên. Đêm trăng buồn trên bến vẫn lâu, ngâm câu mãi đây dòng ai nghe tham sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khắp bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua xuống từ ba thế kỷ qua. Hoàng thân mến, đến với tập 6, tự nhiên Khánh thấy bạn hứng khởi hơn rất là nhiều. Và thực sự là đến bây giờ thì Tuấn Hoàng vẫn xúc động, nhưng mà cố gắng để mình nhập tâm mình hát thôi ạ. Và ngày hôm nay Khánh thấy được Tuấn Hoàng rất tự tin hơn hẳn những gì đã thể hiện ở vòng 1. Bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại xem số điểm dành cho Tuấn Hoàng. 1, 2, 3. Xin mời. Và tổng số điểm của Tuấn Hoàng là 73 điểm, đang xếp ở vị trí đầu tiên. Chúc mừng Tuấn Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những sự chia sẻ đến từ ban nhạc. Khanh xin mời anh Hoàng Bách, người đã cho bạn điểm 9. Đối với riêng Hoàng Bách thì Bách cảm giác là bạn ấy làm cho mình cuốn hút từ đầu đến cuối, rất là hân hoan. Không khí rất là phấn khởi. Dạ. Tưng bừng kiểu như vậy. Bách thấy rất là thích phần trình diễn của bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Tiếp theo Khanh muốn lắng nghe chia sẻ của chị Hải Phượng. Bởi vì là người trong nghề, nghe rất là nhiều nhóm hát cái bài này. Có nhiều nhóm hát ba miền thì phải là ba người, vì ba người đó mới có chất giọng riêng hát biệt. Yeah. Thì một mình bạn đã làm được điều đó và bạn làm khá tốt. Khá tốt nhưng chưa phải là tốt hoàn toàn so với cái lực của bạn. Cho nên là đối với Phượng là điểm 8 cũng là vừa đối với Tuấn Hoàng. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tuấn Hải Phượng ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Chúc mừng Tuấn Hoàng đã có một màn mở màn rất là thành công. Nếu mà bạn cứ tiếp tục tập trung tốt thì tôi nghĩ là những người theo sau bạn cũng khá mệt đấy. Có là một số chỗ em hát hơi bị mơ, và cái chữ cuối cùng, chữ đông á, em hát cho rõ ra miền Nam một tí nữa. Hò Ngọc Diễn Đông, đông, nó hơi, cái âm nó đóng lại, em hơi mở nó ra, thành ra nó hơi lai một chút xíu thôi chứ nó không nhiều lắm. Nhưng mà
Kể ra thì em là đã có làm tròn cái bổn phận của một người người con của Việt Nam Bắc Trung Nam. Xin chúc mừng em. Anh nghe nói là bữa nay em khác với gương mặt nó đang nghiêm túc của em bây giờ. Em ra em hát là em thể hiện vui vẻ rồi, theo từng miền hết. Anh có lời khen em đó nha. Một lần nữa cảm ơn những sự chia sẻ và cũng như những lời chúc mừng của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Cảm ơn Tuấn Hoàng rất nhiều.